lý do nhóm ông Biden vẫn tự tin sau cú vấp tranh luận tổng thống. Đội ngũ của Tổng thống Biden tin màn tranh luận thảm họa vừa qua không thể khiến người ủng hộ ông quay sang chọn Trump, một ứng viên cũng đang gặp nhiều vấn đề. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gây nhiều thất vọng với màn trình diễn được coi là thảm họa trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với đối thủ Donald Trump trong mùa bầu cử năm nay. Tuy nhiên, nhiều thành viên cấp cao đảng Dân Chủ đã lên tiếng ủng hộ ông. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ra tuyên bố rằng người Mỹ nên tập trung vào những gì ông Biden đã làm cho đất nước trong thời gian nắm quyền, thay vì tập trung vào cách ông tranh luận trên sân khấu. Tôi đang nói về thành tích làm việc 3 năm rưỡi mang tính lịch sử, bà Harris nói. Các cố vấn, trợ lý thân cận của Tổng thống Joe Biden vẫn giữ vững niềm tin rằng hàng chục triệu người Mỹ sẽ bỏ phiếu cho ông vào tháng 11, bất chấp mối lo ngại của một số người rằng ông đã quá già hoặc không đủ minh mẫn để đảm đương công việc. Sẽ nảy sinh rất nhiều tin đồn về việc liệu Tổng thống còn làm được việc hay không, nhưng sẽ không người nào dừng lại để hỏi liệu đó có thực sự là thước đo cho lá phiếu hay không, một nhà thăm dò dư luận từ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden hôm 30 tháng 6 nói. Hiện chưa rõ liệu đó có phải là tiêu chuẩn mà cử tri sẽ dựa vào để đưa ra quyết định hay không. Thất bại trong cuộc tranh luận tối ngày 27 tháng 6 đã buộc Tổng thống Biden phải thừa nhận tại cuộc vận động tranh cử ở bang Bắc Carolina vào ngày hôm sau rằng ông không còn đi lại dễ dàng, nói năng trôi chảy hay tranh luận tốt như trước. Mối lo ngại về việc ông có nguy cơ đánh mất tư cách ứng viên của đảng Dân Chủ cũng bùng lên mạnh mẽ kể từ đây. Bản thân tôi cũng đang trải qua điều tương tự và tôi chỉ biết rằng mọi chuyện sẽ không thể tốt lên, chiến lược gia đảng Dân Chủ James Carville, 79 tuổi. Nói thêm rằng các nhà tài trợ hàng đầu đã bày tỏ quan ngại sâu sắc khi cùng ông dùng bữa sáng hôm 28 tháng 6 tại lễ hội ý tưởng Aspen diễn ra ở bang Colorado. Nhưng các trợ lý của ông Biden lập luận rằng mối lo ngại này sẽ không ảnh hưởng tới kết quả cuộc đua Nhà Trắng vì cả thành tích mà Tổng thống đã đạt được trong 3 năm rưỡi nhiệm kỳ vừa qua, cũng như nỗi lo sợ của hàng triệu cử tri Mỹ trước viễn cảnh cựu Tổng thống Donald Trump quay lại nắm quyền lực. Nhóm cho biết các cuộc thăm dò sau cuộc tranh luận đã xác nhận cho giả thuyết của họ. Một số cử tri từng ủng hộ Tổng thống Biden hồi năm 2020 có cái nhìn tiêu cực hơn về ông sau cú vấp tranh luận. Nhưng phần lớn những người còn lại đều không tỏ ra quan tâm và khẳng định vẫn sẽ bỏ phiếu cho ông. Không ít người cũng có cái nhìn tích cực hơn sau khi Tổng thống thể hiện hình ảnh mạnh mẽ, quyết đoán tại cuộc vận động tranh cử ở Bắc Carolina với tuyên bố "Tôi biết cách nói sự thật và biết cách làm công việc này. Nhiệm vụ của chúng tôi là cho cử tri thấy Tổng thống Biden không chỉ sẵn sàng với công việc mà còn đang làm tốt công việc họ giao cho ông ấy và có tầm nhìn cho nhiệm kỳ thứ hai", Molly Murphy, nhà thăm dò dư luận cho Tổng thống, nói. Nỗ lực lấy lại vị thế cho Tổng thống Biden đã được khởi động bằng một quảng cáo mới phát trong chương trình Morning Joe trên kênh MSNBC ngày 1 tháng 7. Sử dụng cảnh quay từ bài phát biểu đầy năng lượng của ông tại Bắc Carolina, đang xem những cảnh quay về cuộc bạo loạn đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 để công kích Trump. Trong quảng cáo, Biden thẳng thắn thừa nhận ông biết mình không còn trẻ, song khẳng định ông sẽ đứng dậy dù bị đánh ngã. Một cuộc thăm dò của Gallup trước cuộc tranh luận cho thấy 67% người dân Mỹ tin ông Biden quá già để làm tổng thống, cao gấp đôi so với những lo ngại mà cố thượng nghị sĩ John McCain phải đối mặt trong cuộc bầu cử năm 2008, khi ông 72 tuổi, hay nghị sĩ Bob Dole, 73 tuổi vào thời điểm ông nhận được đề cử từ đảng Cộng Hòa năm 1996. Theo một cuộc thăm dò của CBS News, YouGov sau cuộc tranh luận hôm 27 tháng 6, 72% tin Tổng thống Biden không có đủ sức khỏe tinh thần và nhận thức để lãnh đạo đất nước. Chiến dịch tranh cử của Biden không phủ nhận những con số đó, song các cố vấn chỉ ra rằng một bộ phận đáng kể cử tri cũng lo ngại về Trump. Theo Gallup, 37% cử tri cho rằng Trump quá già, trong khi theo CBS, 49% tin Trump không đủ sức khỏe tinh thần để làm tổng thống. Dù vậy, những con số trên vẫn cho thấy thách thức lớn đối với chiến dịch của Tổng thống Biden. Nếu chỉ những cử tri tin rằng Tổng thống vẫn còn đủ năng lực điều hành quyết định bỏ phiếu cho ông, điều này đồng nghĩa ông chỉ được chưa đến 1/3 cử tri ủng hộ, kém xa tỷ lệ chiến thắng mà ông cần. Viễn cảnh trên đã gây ra cơn hoảng loạn trong đảng Dân Chủ những ngày gần đây, khi các nhà tài trợ, chiến lược gia và một số quan chức đảng tranh cãi trước câu hỏi liệu Tổng thống Biden có đủ khả năng tái đắc cử hay không.
các nhà tài trợ lớn đã thể hiện nỗi lo ngại, cho hay họ nhận thấy biểu hiện của Tổng thống Biden có phần sa sút trong hàng loạt cuộc họp và sự kiện. Về phần mình, hầu hết lãnh đạo đảng Dân Chủ đều từ chối đưa ra bình luận công khai hay bày tỏ ủng hộ việc Tổng thống Biden tranh cử trong lúc chờ đợi tình hình ổn định trở lại. Một động lực khác với ông Biden là kết quả tích cực gần đây của đảng Dân Chủ trong những cuộc cạnh tranh ghế thượng nghị sĩ và thống đốc tại các bang họ bị đánh giá thấp hơn như Pennsylvania, Michigan và Arizona. Nhiều cố vấn đảng Dân Chủ từ lâu đã viện dẫn những kết quả đó để lập luận rằng tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống ít mang tính quyết định hơn trong một cuộc bầu cử mà đối thủ của ông cũng đang gặp vô số vấn đề. Kịch bản màu hồng hơn mà đảng Dân Chủ vạch ra là phần lớn mối lo ngại về tuổi tác của Tổng thống Biden đã được cử tri thể hiện trước cuộc tranh luận hôm 27 tháng 6. Mặc dù màn thể hiện của ông có thể khiến việc thu phục những cử tri mới trở nên khó khăn hơn, điều đó khó khiến ông bị sụt giảm quá mạnh tỷ lệ phiếu bầu vào tháng 11. Gail Garin, nhà thăm dò dư luận của Tổng thống Biden, cuối tuần trước cho biết không có thay đổi nào về lựa chọn phiếu bầu trong hai cuộc khảo sát ở các bang chiến trường sau cuộc tranh luận. Các cử tri trung lập, những người dao động và là mục tiêu quan trọng nhất của cả hai ứng viên, đều đã có ấn tượng rằng Tổng thống Biden chính là người như vậy từ trước màn tranh luận, Dimitri Mehon, chiến lược gia đảng Dân Chủ, nhấn mạnh. Vì vậy, thật đau lòng khi phải nói cuộc tranh luận khiến công việc của chúng tôi trở nên khó khăn hơn, không có cách nào phủ nhận điều đó, nhưng tôi không nghĩ nó đã thay đổi công việc của chúng tôi. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden và các đồng minh vẫn có kế hoạch chi hàng trăm triệu USD trong những tháng tới để nhấn mạnh vào hành động, chính sách của cựu Tổng thống Trump khiến cử tri không hài lòng. Song theo giới chuyên gia, điều không thể tranh cãi là Tổng thống Biden đã bị tụt lại phía sau khi cuộc tranh luận bắt đầu và cú vấp càng khiến tình hình của ông trở nên tệ hơn. Để khắc phục điều này, ngoài xoáy sâu vào những nhược điểm của Trump nhằm thuyết phục cử tri đứng về phía ông Biden, đảng Dân Chủ hiện cũng tập trung vào những cuộc tranh luận về ưu điểm và hạn chế của Tổng thống, nhằm thể hiện rằng họ hoàn toàn tỉnh táo trước vấn đề. Tuy nhiên, không rõ chiến lược này sẽ thay đổi như thế nào trong những tháng tới. Một chiến lược gia khác của đảng Dân Chủ cho hay cao điểm của cuộc bầu cử sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 10 đến ngày bỏ phiếu năm 11 và hiện chưa rõ mối quan tâm hàng đầu của cử tri vào giai đoạn nóng bỏng nhất là gì. Câu hỏi đặt ra là tới lúc đó, mối quan tâm nào tăng lên hàng đầu và mối quan tâm nào chỉ là thứ yếu, chiến lược gia này nói. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.